Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Ngươi hả? Đâu? Này làm gì vậy? Đứng lại kia. Đứng lại kia. Mày làm sao muốn gì? Mày làm sao muốn gì? Trốn à? Trốn à? Trốn à? Phía trên em ạ. Tới anh quần máu đã. Anh chưa có máu cơ. Phía trên em. Ui đừng chạy linh tinh. Lượm sát này có máu rồi. Đây em có máu chưa? Từ có người qua. Từ để anh coi. Em vứt thử máu cho này. Đem có máu đi. Anh canh người cho. Em cuốn máu đi. Chúng nó đang ngay ngoài thôi. Phía trên cũng còn nữa cơ. Đây em qua bên này. Mình phải hạ được team ở bên này cơ đã. Mình vừa được qua Ska này. Ồ, anh chưa thấy rõ vị trí của chúng nó đấy. Thế để coi. Qua phía đấy em ơi. Chờ anh xíu anh qua ngay. Chạy qua mấy chỗ mũi tên đỏ đấy em. Một đứa ngay đây này. Nó có MP40 gì cơ. Nó đây em ơi. Nó đây em ơi. Này làm sao? Muốn gì? Ui, dựng bom keo cả. Lên bảng điểm số nha bạn ơi. Thằng này nó cầm UMP à? Mình tưởng là nó có súng tiểu liên cơ. Thế để coi. Với cái hòm sa này chắc là sẽ có súng tiểu liên. Không có, là spa. Bên này thì sao nhỉ? À đấy rồi, ngon. Lấy giảm thanh trang bị luôn. Đây, anh với ai bây giờ là lên trên đồi phía này em ơi. Anh thấy rồi, anh thấy rồi. Từ. Làm sao, muốn gì? 27 máu này. Đậu xanh xấy toàn 27 máu này. Lên trên em ơi, anh đây. Anh thấy rồi thằng này, đứng lại. Thằng bạn đó đây em. Ok đây, anh qua nhà chữ L với em. Thằng này chạy em sao được á? Nó chạy qua đây à? Giết nó em. Này, không để nó sống nữa. Anh chưa thấy nó. Đâu em? Rồi, lên bàn điểm số. Thằng này đồ nó nghèo nên nó chạy em ạ. Nãy mình thấy là có một đứa ở ngay phía trên nữa. Ngay phía 300 cơ. Đây em, bây giờ mình qua. Trên em, với em cái đa thằng không phải nào. Anh hạ bước rồi. Chưa có một đứa thôi. Sao anh nghe này? Ai đây? Rồi anh xin. Ok. Cuốn máu cho full bán cho tự tin anh em ạ. Đây chuẩn bị là full 200 trên 200 máu luôn nhá. Let's go nào. Đạt tử liên hả? Anh có 136 viên này. Em lấy không? Một băng nào. À đây. Đây em 2 băng này. Rồi em cầm đi. Qua bên này coi. Ai, chưa thấy người nữa cơ. À đủ. Mình sẽ qua chỗ này xem. Từ từ đã mọi người ơi. Let's go luôn này. Thấy nó em. Xong, lên bàn điểm số. Thằng này không có MP40 à? Này thì em vứt cho mà chơi này. Đây em, MP40 này. Em ơi. Em ơi, thì không hỏi anh. Này, con đạn. Sao? Ok anh xin. Đi em. Anh đứng yên, anh đứng yên. Anh đây đứng yên này. Đứng yên. Xong em.
Ủa đáp cho anh cái này làm gì? Nhá. Nó không có tác dụng gì cả anh. Đồng đội thì không có tác dụng gì em ơi. Chỉ mình tự đáp mình thì có thôi. Nó đi em. Đơ mất một giây. Ừ đấy là em bị đơ nên đồng đội không bị đơ. 10 giây đâu mà 10 giây. Ơ có thằng này. Có người trong nhà nhá. Đây mày. Úi dồi làm sao. Một đứa lên bảng điểm số luôn. Đây thằng này cũng có MP40 rồi em ơi. Đây chơi thôi mọi người. Ờ sao em anh nghe này. Rồi có máu chưa? Anh có 2 túi máu này. Chúng ta sẽ lên trên phía cổng trời nha. Ủa có người hả? Đâu vậy? Chưa thấy, để anh qua đây lấy xe chở em này. Ngay phía 150 có monster truck đi em. Ok, lấy em ra lúc đồ. Lúc đồ hả? Ok, lấy xe anh qua đó ngay. Ok này, let's go thưa các bạn ơi. Đây em mới qua đón em này. Tới xe chở. Bây giờ thì chúng ta sẽ lên trên phía cổng trời nha anh em. Lên luôn cổng trời quả luôn chứ ngại gì. Ừ, đây, chờ anh xíu mới đổi xe. Chạy thẳng qua rồi nhảy xuống. Ok. Let's go nào mọi người. 14 thằng nữa hả? Rồi, cố gắng chúng ta sẽ kiếm top 1 luôn nhá. Ở đây thôi. Mình sẽ xuống khu dân cư một xíu anh em ạ. Ồ, tính này. Rút đồ cẩn thận nhá. Có người xung quanh em, rút đồ cẩn thận nhá. Đây nó ba bị rút rồi. Em ơi phóng liệu. Đem đem, từ từ anh vòng lại chơi nó. Còn máu đi em. Đấy hết liệu rồi, thằng này hết liệu rồi. Thằng này hết liệu rồi. Làm sao, muốn gì thằng này. Ui, anh bắn lội cả vào em nữa cơ. Ok. Bớt bớt đạn xuống trên đây này. Chơi xíu. Ui mày. Đây rồi. Anh lượn thêm máu đã. Tại hơi nghèo máu. Em vào nhà đi. Em vào nhà đi. Em vào nhà đi. Anh vứt máu cho. Từ. Em vào nhà đi em ơi. Nhanh không anh cứu không kịp đâu. Hai đứa đấy. Anh đã hết máu mà. Anh cứ bảo vào nhà đi này. Máu đây em ơi. Bơm máu đi. Bơm máu đi. Anh sấy cho. Đậu xanh này. Làm sao muốn gì? Nốc 1 này. Lên bản điểm số. Nhanh gọn, không nói nhiều. Còn một thằng nữa đúng không? Hết rồi mày, một đứa thôi. Hai đứa. Bắn nó chết luôn mà, thì một đứa thôi. Hoặc là hai đứa khác team cho nó xế nhau rồi. Bắn nó chết luôn thì làm gì phải hai đứa đâu em. Đi để anh lên trên coi. Không biết là trên. Đây đây mày, một đứa này. Tìm khác nhá, tìm khác nhá. Ok, hạ rồi. Cái thằng da đen này hướng N đi em. Nó sấy anh gần chết luôn. Ok. Có giảm thanh em, cho bị giảm thanh vào. Sao anh nghe này, sao em. Giảm thanh em. Ừ, đi. Có máu chưa em? Đưa máu. À, anh có một túi máu rồi, em cứ cầm đi. Em cũng đang có một túi máu. Phá này lại nghèo máu quá anh em ạ. Còn lại 9 thằng nữa nha các bạn ơi.
cố gắng sống dai kiếm top 1 thôi. Đây giờ còn lại 8 đứa đây. Trận đấu của chúng ta thì ngày càng trở nên căng thẳng hơn chủ nha mọi người. Đây để anh chỉ quay phía này theo em. Đạn tiểu liên đang có rất nhiều nhá, 277 à đâu, 227 với đạn tiểu liên, 229 với đạn súng trường. Hả sao em? Đây đạn tiểu liên à? Đây em đi em. Và bằng nhá. Ok chưa? Đi. Khá là ok rồi. Thế có lấy thêm đạn súng trường không? Thôi em chỉ dùng 2 thêm đi là... Thế đi. Đi về nhà xin khó. À ok ok. Ở ngoài có người đây em. Nhà lưới có người nha em. Trong nhà thì phải ra này. Đâu rồi? Chạy đâu? Úi dồi này. Nốc rồi nhé. Lên bản số nha. Bạn nó ngay phía sau nha em. Bạn nó bị đơ à? Xong luôn hai đứa. Ủa thằng này có máu này. Đây anh có đang từ máu này anh vứt cho này. Em có mấy túi máu rồi. Này 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 em ơi. Có rồi anh. Thế ok. Bên ngoài này thì không còn gì cả nữa. 6 đứa. Ngoài một cái thính thì hơi bị xa đấy. Thôi kệ đi. Quan trọng là xem người đâu thôi. Chạy qua. Bên này hả? Ok luôn. Anh chạy theo em. Tất nhiên rồi. Ủa đây các bạn ơi. Lần 3 mới đây ngon. Có phía này anh em ạ. Người đâu hết ta. Thì mình chạy xuống khu dưới này con nào. Đâu em chờ anh với. Thêm túi máu nữa này. MP40 này. Còn em thì ai đấy chưa? Chưa có. Thế mình chạy lên tạo một cái chòi nào đi. Chỗ này đứng ở chòi là ok nhất này. Chòi mình canh được toàn bộ xung quanh đấy. Ồ, phía bông keo nhá. Bông keo phía 15 độ, có người nhá. Anh nghĩ là có người. Đúng rồi em ơi. Nó vừa dựng bông keo phía 15 độ nha. Trên chòi có người nữa nha em. Từ từ anh canh thằng trên chòi vỡ đầu này. Đứng gọn lại em. Uầy, từ từ. Thằng chân trói đang mải sấy này. Đừng có vợ em ơi, bởi vì phía trước cũng có người đã mà. Rồi anh vừa cái mạng của nó. Đứng ngay trên này. Này, coi chừng. Cái đầu. Coi chừng nha, ok xong. Thế bây giờ mình xem mình sấy mấy cái đứa ở phía 30 độ là ok. Ủa. Nó sấy xong luôn rồi mây, còn một thằng cuối này. Chắc bị đồng súng vào em. Thằng cuối ở dưới này. Thanh niên, vãi trưởng làm gì vậy? Làm gì vậy thanh niên? Làm gì vậy em ơi? Thằng cuối ở dưới nha em ơi. Xong. 11 kill. Cảm ơn nào. Ok mọi người. Xin nhớ đâu mà xì sớn. Ok, mình đã có được 11 kill top 1 nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.